vị và các bạn, chiều tối ngày 27 tháng 9, với cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, nhưng đã khiến cho nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Lạt bị ngập úng trong dòng nước đục ngầu. Theo chia sẻ của người dân thì mực nước tràn vào nhà cao đến từ 30 đến 40cm và đến hơn 7 giờ tối nước mới bắt đầu rút, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, đâu đâu cũng là nước, đồ đạc ướt, hư hại đã đành. Nhưng nguy hiểm hơn vẫn là điện. Nếu chẳng may có nguồn điện bị rò rỉ thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Không chỉ người lớn mà cả trẻ con cũng phải thi nhau tát nước chống lục cho gia đình. Bây giờ nước cái này nó được làm ô nhiễm á, thì nó ảnh đến sức khỏe của gia đình hay là của con, tại vì đang có con nhỏ nữa. Đang ngập vào thì nó sẽ làm cho mình các cái thiết bị trong nhà không có sử dụng được. Thì không biết là có do chỗ nào bị thoát nước á, thì nó ấy chứ mọi năm mưa nhưng mà không có ngập như mấy năm này. Hơn 7 giờ tối, nước bắt đầu rút, người dân lại thẫn thờ nhìn tàn cảnh sau lũ rồi bắt đầu quét dọn. Với khung cảnh này thì chẳng biết bao giờ mới sắp xếp lại được như cũ. Nhưng vấn đề ở đây là nếu trời tiếp tục mưa thì nước sẽ vẫn lại ngập. Hai hôm rồi, hôm trước và hôm nay mưa đều ngập thì cái này thì cũng về gia đình thì cũng biết ý là lý do là cũng một số khả năng là do cái đường thoát nước của chung thì nó khả năng bị tắc trách nên là khả năng mình gây ngập úng, thì theo bản thân ghi nhận thì khả năng như vậy. Được biết tình trạng nước ngập cả khu phố đường Mây Linh như thế này chỉ mới diễn ra khoảng 2 năm trở lại đây, do những trận mưa làm nước dâng cao đột ngột gây lũ. Bên cạnh đó còn có nguyên do là từ việc gia tăng ồ ạt diện tích sản xuất nông nghiệp trong nhà kính tại Đà Lạt, nhất là vùng nông nghiệp dọc hai bên suối Cam Ly. Một số nhà chị Khanh này về là không dám mở cửa, nếu mà mở ra thì nước nó ngập một phần ba cái cánh cửa rồi. Mà bây giờ mở cửa nó sẽ ùn, nó ùa vào. Thì bản thân tôi cũng như là báo cáo với chi bộ cấp ủy, tôi biết tình trạng như vậy thì tới đây thì sẽ báo với phường có cái cách nào mà đó là hơi rộng, khơi lại cái hệ thống mương thoát nước, nó tắc ở cái chỗ nào thì làm chỗ đó. Nếu tình trạng ngập nước tại nhiều khu vực của thành phố Đà Lạt không được sớm giải quyết, thì cuộc sống sinh hoạt của người dân sẽ ngày một khó khăn hơn khi mùa mưa bắt đầu kéo dài trong thời gian tới. Mong rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm có những định hướng giúp người dân giải quyết dứt điểm tình trạng này. Khi đến nhà, thấy Túy đang ngủ, Thắng và con trai dùng tuyếp sắt lao vào đánh nạn nhân. Bị đánh, Túy vùng dậy bỏ chạy, thì Mai Văn Thắng và Hoàng Minh Thanh xông vào ôm giữ cho Hoàng Trọng Thắng, chói Túy lại, rồi điện thoại trình báo công an xã. Khoảng 30 phút sau thì Túy chết.